Những ngày vừa qua, sinh viên Văn Lang không chỉ ra sức hỗ trợ tại các địa điểm cách ly, dọn dẹp vệ sinh, đảm bảo an toàn trật tự, tránh tụ tập đông người để dịch bệnh không lây lan. Mặc dù chỉ là những hành động nhỏ, nhưng cũng đã góp phần lan tỏa được trách nhiệm của tuổi trẻ Văn Lang trong thời điểm hiện tại. Không dừng lại ở đó đâu nha, các bạn còn có những sản phẩm nhằm tuyên truyền đến cộng đồng để phòng chống dịch bệnh, nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bằng những chiếc clip vô cùng sáng tạo và đáng yêu. Các bạn biết không, ngoài sinh viên ra thì thầy cô và các cán bộ công nhân viên của trường mình luôn là những người mang đến những năng lượng tích cực nhất. Mặc dù tình hình dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp và khó khăn, nhưng với tinh thần quyết tâm và lạc quan của sinh viên Văn Lang, chắc chắn chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua được trở ngại đó và chiến thắng được đại dịch. Đừng sợ nhé, chúng ta vượt qua hết. Đất nước của mình bao nhiêu ân tình, Việt Nam không bỏ lại ai phía sau. Bên cạnh những video clip tuyên truyền, các thầy cô còn thực hiện những sản phẩm hết sức ý nghĩa nhằm để cảm ơn những người hùng đã thầm lặng hy sinh nơi tuyến đầu chống dịch. Cùng đoàn kết đánh bay corona.
ở quanh mình và giữ ý thức nhà, vượt qua gian khó Việt Nam ơi. Đừng share chuyện sai trên Facebook, phải đeo khẩu trang cho đúng lúc, đừng kỳ thị ai văn minh vì dân lành mình, kẻ thù nào ta không chiến thắng, triệu người ngày đêm đang cố gắng. Để chung tay với đất nước cùng đẩy lùi dịch bệnh, mỗi người chúng ta hãy nâng cao ý thức và thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ thị của chính phủ các bạn nhé.